Thưa quý vị, một trong những thông tin đáng chú ý nhất ngày hôm nay chính là việc Cục Hàng không Việt Nam thông báo sẽ chỉ có 1.270 chuyến bay tăng thêm trong dịp Tết Nguyên đán, tức là giảm đi một nửa so với đề xuất ban đầu của hãng này, của các hãng. Và việc cắt giảm này thì đã khiến cho cả những hành khách đã mua vé và chưa mua vé Tết đều lo lắng không thể bay về quê đoàn tụ với gia đình, nhất là khi mà hiện một số chuyến bay đã hết vé. Theo nhiều hành khách, việc cắt giảm một nửa số chuyến bay so với đề xuất của các hãng khiến họ lo lắng khó có tấm vé về quê dịp Tết. Bởi hiện nay, tại một số đại lý vé máy bay đã xảy ra tình trạng khách đặt vé mà không còn vé, chủ yếu rơi vào ngày cao điểm dịp Tết như từ 26 tới 30 tháng Chạp và tại các chặng bay ít chuyến như Chu Lai, Phú Quốc, Đồng Hới, Tuy Hòa. Sau một số chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh chưa khan hiếm vé. Riêng chiều Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì hiện các chuyến bay giờ đẹp, tức từ 8 đến 17 giờ các ngày cao điểm hầu như đã hết vé phổ thông, chỉ còn lại vé các giờ bay tối và đêm. Ngoài ra, mức giá vé rẻ cũng không còn. Các đại lý cũng cho biết, so với năm ngoái, giá vé không có nhiều biến động. Đối với Vietjet, mức giá cao nhất hạng phổ thông là 3 triệu một vé, chưa bao gồm thuế phí. Còn Vietnam Airlines là 3 triệu 100.000 đồng một vé, chưa bao gồm thuế phí. Không chỉ thế, quyết định cắt giảm chuyến bay tăng thêm cũng khiến nhiều hành khách đã có vé lo lắng không thể bay do nằm trong số lượng vé bán ra theo dự kiến ban đầu của hãng khi chưa được cấp phép. Bán vé trước tức là bán vé cho khách theo cái chuyến bay họ đã lập kế hoạch và được phê duyệt. Các hãng của chúng ta có kinh nghiệm rất là nhiều năm về mặt tổ chức mạng bán, không thể bán một cách tràn lan để cạnh tranh không phải. Được biết, trong tổng số 1.270 chuyến được đồng ý tăng thêm, có tới 1.067 chuyến đến và đi sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, Vietnam Airlines tăng 340 chuyến, Vietjet Air 560 chuyến và Jetstar Pacific tăng 165 chuyến, chủ yếu bay trong các ngày từ 16 tháng 1 đến 12 tháng 2 năm 2017.